Bạn hít vào khoảng 17.000 lần một ngày. Đó là một quá trình bạn hiếm khi nghĩ tới, nhưng thực ra bạn đang phải bỏ ra nỗ lực phối hợp rất to lớn. Các cơ quan nội tạng quan trọng, ruột, não, xương, phổi, máu và trái tim cùng làm việc để duy trì sự sống của bạn bằng cách đưa oxy tới các mô trong cơ thể của bạn. Hầu hết các tế bào đều cần oxy bởi đó là một trong những thành phần chính của quá trình hô hấp. Đó là quá trình tạo ra các phân tử gọi là ATP mà các tế bào dùng để khởi động cho các chức năng phi thường. Nhưng đưa oxy đi khắp cơ thể là một nhiệm vụ khó không tưởng. Không khí đi vào tế bào bằng cách khuếch tán ra từ các vùng lân cận, và điều đó chỉ diễn ra hiệu quả ở những khoảng cách nhỏ hẹp. Nên để oxy đến được với tế bào trong cơ thể, cần có một mạng lưới vận chuyển. Đây là nhiệm vụ của 20.000 tỷ tế bào hồng cầu. Mỗi tế bào chứa 270 triệu phân tử gắn oxy cho tế bào hồng cầu, tạo cho máu có màu đỏ tươi. Để tạo ra những tế bào này, cơ thể chúng ta sử dụng các nguyên liệu sống có được từ những thực phẩm mà ta ăn. Vậy nên bằng cách nào đó, bạn có thể nói rằng hành trình của oxy đi khắp cơ thể thực ra bắt nguồn ở ruột. Tại đây, tiêu hóa cơ học và hóa học diễn ra một cách rất kỳ diệu. Thức ăn được nghiền ra thành những thành tố nhỏ nhất, như là sắt, những khối cơ bản của hồng cầu. Sắt di chuyển trong hệ tuần hoàn tới các mô tạo huyết của cơ thể. Mô này là nơi tạo ra hồng cầu và có thể tìm thấy trong hốc tủy xương của chúng ta. Thận điều tiết mức độ ảnh hưởng nhiều của các tế bào thông qua việc giải phóng các erythropoietin, một hóc môn kích thích tủy xương phát triển. Cơ thể chúng ta xáo trộn 2,5 triệu tế bào máu mỗi giây. Con số này bằng với tổng dân số ở Paris. Để oxy chuyển đến phổi có nhiều thời gian vận chuyển. Nhưng trước khi oxy có thể đến được phía phổi, não cần phải can thiệp vào. Não bắt đầu hô hấp bằng cách gửi đi thông điệp qua hệ thống dây thần kinh tới cơ hoành và cơ liên sườn. Việc này làm chúng co lại. Vì thế làm tăng khoảng trống bên trong lồng ngực, khiến cho phổi nở ra. Khoảng trống đó làm cho phổi của bạn mang áp lực âm, hút không khí từ ngoài vào. Tưởng tượng phổi của bạn là hai quả bong bóng lớn, nhưng thực ra sự chúng rất phức tạp hơn thế nhiều. Đây là lý do tại sao mà các tế bào máu, mạch máu của phổi bạn chỉ có thể nhận được những phân tử oxy rất gần chúng. Nếu như phổi chúng ta có hình dạng như quả bóng, thì không khí không tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bên trong của quả bóng, không thể khuếch tán qua được. May mắn thay, cấu kết phổi chúng ta đảm bảo oxy không bị lãng phí rất ít. Phần lớn bên trong phổi chúng ta được chia ra hàng trăm triệu nang phế bào bóng thu nhỏ gọi là phế nang. Có thể ngay lập tức làm tăng bề mặt với diện tích khoảng 100 mét vuông. Các bức tường phế nang được cấu thành từ những tế bào cực kỳ mảnh, được bao quanh bởi các mao mạch. Tường tế bào phế nang và mao mạch sẽ cùng nhau tạo ra hai màng tế bào dày, đưa máu và oxy đủ điều gần để khuếch tán. Những tế bào giàu oxy này sau đó sẽ được đưa từ phổi qua hệ tuần hoàn. Một tập hợp các mao mạch có khả năng chạm tới tất cả các tế bào trong cơ thể. Nếu chúng ta trải thẳng hệ thống này ra từ đầu đến cuối, các mạch máu sẽ cuốn vòng quanh trái đất được vài vòng. Đẩy hồng cầu qua mạng lưới rộng lớn này cần một lực đẩy khá mạnh, và đó chính là lúc trái tim của bạn làm việc. Trái tim của con người đập trung bình khoảng 100.000 lần một ngày, và đó chính là một nhà máy điện cuối cùng để đẩy oxy đến nơi cần thiết cần đến, hoàn thiện nỗ lực của cả hệ thống trong cơ thể. Hãy nghĩ xem, cả hệ thống phức tạp này được xây dựng quanh sự vận chuyển. Hãy nghĩ xem, những phân tử oxy nhỏ xíu, nếu có một chức năng bị lỗi, thì cả cơ thể chúng ta đều sẽ bị lỗi. Hít vào, ruột, não, xương, phổi, máu và trái tim của bạn đang tiếp tục sự phối hợp kỳ diệu cho sự sống của bạn. Thở ra.